Diệp Thanh Châu, người hầu cũ của cung điện hoàng gia, án 5 năm tù. Sau khi chấp hành án không có hành vi xấu, được phóng thích ngay hôm nay. Này, hắn sẽ không chết, phải không? Con không biết nói, cảm ơn bọn ta. Giả vờ chết phải không? Hắn thực sự đã chết rồi sao? Khốn kiếp, làm ông nội của ngươi sợ chết khiếp, con làm ông nội sợ chết khiếp. Diệp Thanh Châu, mặc dù bản án của ngươi đã kết thúc, để ta xem ngươi có thể sống sót ra khỏi ngục tối tối nay không? Nó phụ thuộc vào số phận của chính ngươi. Đây là nơi nào? Ngục tối. Được ra tù sau khi chấp hành án, không phải tôi đang làm thêm giờ ở công ty à? Tôi đã xuyên không rồi sao? Ngươi không thể đi, có người muốn gặp ngươi, đây không phải là mơ đó chứ? Đó là sự thật à? Tôi đã chết. Ngươi không phải dũng mãnh như một con sư tử, sao bây giờ lại khiêm tốn như một con kiến? Ngươi dám thách đấu với một con sư tử à? Dừng lại, tiểu thư phủ thượng thư, đến đón Diệp tướng quân. Không thành vấn đề, điều quan trọng là phải cứu mạng ngươi trước. Thanh Châu ca ca, hôm nay là ngày huynh được ra tù, ta đặc biệt đến đây để đón huynh. Đón ta? Không phải là một điều tốt sao? Được rồi. Ôi, 5 năm. Hôm nay cô đến đây, KHNG phải, chỉ là để đón ta thôi phải không? Thanh Châu ca ca, vì tuổi thơ yêu dấu của chúng ta, huynh nói với ta, cảnh hồng kiếm của phủ ngọc hoàng tử của ngươi được giấu ở đâu? Ta không biết. Nói với ta đi mà, ta thật sự không biết. Nói cho ta nhanh, cảnh hồng kiếm ở đâu? Người yêu tuổi thơ, chi kỷ. Đây cũng được coi là người yêu thời thơ ấu à. Nếu ta không nói, ngươi sẽ giết ta. Ta hỏi lại lần cuối, cảnh hồng kiếm ở đâu? Xin lỗi, nhưng bụng ta thấy đói rồi. Cô có nghĩ chúng ta nên kiếm gì ăn không? Đi chết đi. Bắt hắn. Hắn đã bị giam cầm 5 năm, không khó để bắt được hắn. Dù ta không có nội lực thì các ngươi đối với ta cũng chỉ là những con kiến. Diệp Thanh Châu quả thực vẫn kiêu ngạo như 5 năm trước. Nếu không có cảnh hồng kiếm, ta cảm thấy phát ốm khi gặp ngươi. Lại đây nào. Vỗ mông ngươi. Ta chưa từng thấy qua cái mông đẹp như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, cũng chỉ có thể là vợ lẽ của ta. Hắn không phải là phế vật đã mất hết nội lực sao? Sao lại vẫn còn? Ngươi thật không biết xấu hổ, ta giết ngươi. Này, cô có đai đen Tây Côn Đô à? Đánh khá đẹp đấy. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi chỉ có thể là vợ lẽ của ta. Này. Không đánh lại thì dùng thuốc. Ai là người không biết xấu hổ? Người đã trúng mê hồn tán của ta. Nếu không có thuốc giải độc, không thể sống quá 3 giờ. Hoặc giao nộp cảnh hồng kiếm, hoặc ta sẽ giết người. Ta là sư phụ của hắn, ngũ hành tử. Đây là nghệ thuật biểu diễn à? Nếu không muốn chết thì hãy cút khỏi đây. Ôi, số phận thật tồi tệ. Đừng di chuyển. Chất độc của ngươi đã được chữa khỏi. 5 năm trước đây,
Nếu người không phong ấn nội lực của con, thì sao con lại phải vào tù oan uổng, chịu đủ 5 năm tù? Ngươi thật không biết tốt xấu, ta là sư phụ của ngươi. Phong ấn nội lực của ngươi là để bảo vệ ngươi. Ngươi là kẻ thua cuộc, có quá nhiều người muốn giết ngươi. Sư phụ để ngươi sống trong bóng tối trong 5 năm, thực ra là để bảo vệ ngươi. Ngươi còn hỏi này sư phụ không đến cứu ngươi. Ngươi thực sự không biết sao, nhà tù an toàn hơn bên ngoài. Sư phụ của ngươi vừa mở phong ấn nội lực của ngươi. Nó đã được khai thông. Sao ngươi còn không cảm ơn sư phụ đi? Ngươi ổn rồi. Thật sao? Ngươi sẽ biết sau khi thử nó. Này, đừng thử nó với ta. Hãy ra ngoài. Đi đi. Cô Honor hồi phục rồi sao? Con đã thực sự bình phục. Chắc chắn, đúng rồi sư phụ. Cảnh hồng kiếm được thừa hưởng từ cung điện hoàng gia của ta. Ngươi có biết nó ở đâu không? Đây không phải lúc con tìm cảnh hồng kiếm. Con phải tự mình tìm ra nó. Bây giờ nhiệm vụ cấp bách nhất là con phải khôi phục lại địa vị của mình, càng sớm càng tốt. Khôi phục uy tín của Ngọc Hoàng Phủ. Nếu không, ngươi sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Điều này không dễ dàng. Sư phụ. Sao ông già này bí ẩn thế nhỉ? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đột nhiên mình lại xuyên không một cách khó hiểu. Dù thế nào đi nữa, hãy cứu mạng ngươi trước. Phải nhanh tìm cách đối phó với bọn muốn hại ta. Thánh chỉ đến. Diệp hoàng tử tiếp chỉ. Ngụy công công, bệ hạ khẩu dụ, lệnh cho người lập tức vào cung. Bệ hạ có việc quan trọng. Đã quá muộn rồi, còn có điều gì quan trọng? Ta vừa mới ra tù, còn chưa kịp hít thở. Ngụy công công, ta đang rất lo lắng. Có chuyện gì vậy? Ngày hôm kia, Huyền công chúa dẫn tùy tùng tới kinh thành, đề nghị liên hôn với bệ hạ. Bệ hạ đang tìm kiếm ứng viên liên hôn. Huyền công chúa, chuyện này có liên quan gì đến ta? Này, chờ ta. Hoàng thượng, Diệp hoàng tử đã đến. Tham kiến bệ hạ. Ô, miễn lễ. Huyền Mi A công chúa có ý định liên hôn với đại siêm ta. Sau 3 ngày nữa, lễ tuyển chọn hôn phu cho công chúa sẽ bắt đầu, ngươi phải tham gia. Nếu ngươi có thể giành được giải nhất, ta sẽ khôi phục vị trí thái tử cung hoàng gia cho ngươi và có nhiều phần thưởng. Mối quan hệ giữa Thung Lũng Tuyết và đại siêm khá căng thẳng, nhiều cuộc chiến quân sự đã xảy ra, ta muốn người làm phò mã cho. Khoan đã bệ hạ, đất nước đại siêm của chúng ta đầy nhân tài, tại sao phải là ta? Ta chỉ là kẻ thua cuộc vừa mới ra tù. Đây là mong muốn của mẫu hậu Mia của Uyển công chúa. Bà ấy đặc biệt đề cập đến nó với ta. Ngươi phải tham dự thách đấu. Tại sao lại vậy? Ta chưa bao giờ gặp Uyển công chúa. Nữ hoàng đã nhắc đến điều đó với ta. Cha của ngươi đã cứu mạng họ trên chiến trường nhiều năm trước. Có một sự kết nối như vậy, thật là duyên phận. Hãy đi và chuẩn bị nhanh chóng. Ha ha ha, có chuyện gì vậy? Tại sao bệ hạ lại bổ nhiệm ngươi đi tham dự thách đấu này? Mặc dù nội lực của ngươi đã hồi phục, nhưng ngươi vẫn không thể đánh giá thấp kẻ thù. À sư huynh, ngươi hãy chăm sóc chính mình. Ta sẽ rời đi trước. Ta đi trước. Uyển công chúa tới. Khởi bẩm Uyển công chúa, hội thi tuyển phò mã, mọi thứ đã sẵn sàng. Ta nghe nói những người tham dự hôm nay đều đến từ đất nước đại siêm. Rồng và phượng giữa nhân gian, hy vọng không làm nữ hoàng thất vọng. Ngụy công công, người có thể bắt đầu ngay bây giờ. Theo lệnh Uyển công chúa, thách đấu tuyển chọn phò mã bắt đầu ngay lập tức. Tốt. Mời công tử Tấn. Tốt. Tốt. Mời công tử Năng từ Tô Châu. Tốt. Công tử vừa giỏi văn vừa giỏi võ, Năng công tử thậm chí còn có phần tài năng hơn, võ công đỉnh cao trong tam quân. Nhìn toàn cảnh kinh thành, không ai có thể đánh bại ngài ấy. Cuộc thi hôm nay chắc chắn sẽ rất thú vị. Mời hoàng tử Diệp Thanh Châu lên khán đài. Này, là ta đây. Lờ ta, là ta đây. Xin chào. Đây không phải là Diệp Thanh Châu, người hầu bị Ngọc Hoàng Cung đánh bại sao? Hắn ta ở đây để làm gì? Đúng vậy. Ngài ấy mới ra tù cách đây vài ngày. Một người bị giam cầm nhiều năm, sao có thể tham gia thách đấu?
Diệp Thanh Ca, mau ra khỏi đây. Ngươi có biết tội phá vỡ hiệp ước hòa bình là gì không? Ngươi chỉ là một thường dân, có tư cách gì đến đây? Ngụy Công Công, ngài như vậy là có ý gì? Này mọi người, đừng thắc mắc nữa, đừng thắc. Ta đến tham dự theo lệnh của bệ hạ. Đúng là như vậy. Có ý kiến sao? Này, Tấn Điện, ngươi không có ý kiến gì phải không? Diệp Thanh Châu, ta muốn xem hôm nay ngươi giải quyết chuyện này như thế nào. Phần thi đầu tiên là trí thông minh. Đây là một loại cây ở thung lũng tuyết. Ai có thể khiến cây chết này nở hoa trong một nén hương, người đó sẽ thắng. Cây chết nở hoa, ngay cả khi nó có năng lượng bên trong cũng không thể làm cho nó phát triển, tạo ra nội lực. Ngươi thực sự là một kẻ ngốc. Câu đố là làm cho cây chết nở hoa, ngươi lại nói nó kích thích năng lượng bên trong. Ngươi dám nói lại lần nữa không? Ta có thể giải được câu đố này. Hãy mang cho ta giấy, bút và... Tốt. Ngươi vẫn còn có bộ não đấy. Ngươi có cách làm nào khác không? Nếu không, hãy từ bỏ sớm và cút khỏi đây. Ngay cả sư huynh ta cũng không thể làm gì, thì thứ rác rưởi này, làm thế nào mà có cách giải khác? Tốt nhất nên cút khỏi đây, đừng tự làm mình xấu hổ ở đây. Làm cây chết nở hoa, câu trả lời của ta là cây chết thì không thể nở hoa. Hừ, lời nói không biết xấu hổ, thật là một câu chuyện hài hước. Ngụy Công Công, hãy mang cho ta một chậu nước. Ta đã dùng tranh vẽ để làm đẹp, có thể làm cho cây chết nở hoa. Một chiến lược như vậy, ta không biết liệu nó có phù hợp với mong muốn của công chúa không. Năng công tử thật thông minh, nghĩ ra một kế hay như vậy. Thử, tuyệt vời, tuyệt vời. Ha ha ha, hãy để ta, đến lượt ta, nhanh lên. Đặt nó ở đây. Quý vị hãy nhìn xem cách ta làm. Biết thích ứng với những thay đổi, làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Diệp Thanh Châu, sao hôm nay người khác ngày trước thế? Ngươi thực sự đã nấu chảy nến và làm hoa. Cái tên này thật thông minh và tỉnh táo. Dùng thủ thuật nhỏ thế này, thưa công chúa. Còn cái này thì sao? Diệp Thanh Châu thắng cấp độ đầu tiên. Không ngờ hắn lại chiến thắng. Đa tạ công chúa. A tạ đa tạ, a tạ đa tạ, đừng tự mãn, đa tạ, ngươi chỉ là người cơ hội. Cấp độ cạnh tranh tiếp theo là sức mạnh nội tại, ngươi không có cơ hội chiến thắng,